đúng không? Đại khái vậy một ngày này các công an hậu được lệnh triệu tập đứng ra ngoài các khuôn cửa sổ đưa tay đẩy tay chào khán giả thì anh với bạn có đòn này thì cũng đi ra đối diện sau Sài Gòn cần rất gu là cái để cắn cái đen cái đen cái đen không cái gì cái đen không vậy thì chúng ta sẽ có một cái ống nhòm để cho bạn đòn trước cầm cái ống nhòm đi thì bạn thích da trắng thì bạn sẽ đi cũng tầng trên để quan sát công an hậu da trắng. Còn anh thì thích da đen, thân con của đó. Anh nhìn thấy cái thân trọng mà anh đặt cái ống nhòm vào cái vị trí và anh quan tâm đó là đặt trung tâm cửa sổ. Các bạn muốn quan sát xương, không có gãy xương hay không, có buông xương, đứt xương hay không, các bạn hãy quan sát ở những tầng trên. Như vậy các bạn sẽ chỉnh trung tâm cửa sổ ở những cái phần mà có độ hạt siêu cao. Còn riêng các bạn muốn quan sát nhu mô, xem nhu mô phổi, xem có tổn thương nhu mô kẽ hay không, tổn thương thế này hay không. Tại khác như vậy, xem có tràn khí màng phổi hay không, xem có tràn khí ở bụng hay không. Thì sẽ đặt cái cửa sổ ở trung tâm là thành tâm. Đây các bạn nhìn hình này. Đây là hai cửa sổ. Mà cửa sổ phổi các bạn thấy đặt ở trung tâm cửa sổ là âm. Để chúng ta quan sát cái phần khí này, âm. Cái phần này thì kéo lên một xíu, đó là khoảng 26. Rồi, đó là câu chuyện về trung tâm cửa sổ. Sau khi đã xem xong da đen và da trắng thì anh quen quyết định xem da này đúng cái dòng đang. Chúng ta coi cái câu da này ở đây. Thì có hai cách cho anh coi. Chúng ta có 20 tầng được phép coi trong vòng 1 phút hoặc 1 phút. Thì mình sẽ có anh sẽ đi ống nhòm từ tầng 1 đến tầng 20. Còn em sẽ đi ống nhòm từ tầng 5 đến tầng 10 trong vòng 1 phút. Thì vị trí sẽ ra cái người mà đi từ tầng 5 đến tầng 10 sẽ quan sát kỹ hơn nhiều cô hoa hậu. Ít hơn sẽ quan sát tích cô hoa hậu hơn nhưng mà thấy được sự khác biệt của con nhiều hơn. Sẽ thấy được cục ruồi, sẽ thấy được mắt có ý không? Sẽ thấy được má lớn đồng tiền trên trời sẽ thấy được chi tiết. Nhưng mà anh từ tầng 1 đến tầng 20 thì thấy nhiều cô hơn, thấy nhiều cô hơn tiền. Nhưng mà thấy mờ mờ, cái kỹ góc ngắn, góc dài, tầm xoăn, không có tóc thì thấy như vậy thôi. Còn bạn đó sẽ không sẽ rất là kỹ. Nhưng mà cái mà hành động mình vừa nói đó, tức là xem các tầng cửa sổ là độ rộng cửa sổ. Cái độ rộng cửa sổ có thêm màn hẹp và tính tương phản rất càng cao. Như vậy thì khả năng phát hiện tổn thương các điểm nhỏ giữa các tổn thương hoặc là các điểm nhỏ giữa tổn thương và nhu mô khi các bạn siết cửa sổ để độ rộng cửa sổ nhỏ thì bạn sẽ thấy được. Còn có một số trường hợp độ rộng cửa sổ nó to nó dài này, thì tính tương phản ok. Tóm lại trung tâm cửa sổ đó là độ sáng tối, độ rộng cửa sổ đó là độ tương phản khi mà các bạn làm việc từ cái chuyện này dễ này này. Đây là hồi nãy các bạn nhìn qua hậu rồi, bây giờ đây là cái bóng của sự thật. Các bạn thấy sự thật từ đây, cái bóng của sự thật như vậy đó. Nên trong mỗi ngày tôi làm việc thì đây là cửa sổ trung thất. Các bạn thấy trung thất đây là cửa sổ phổi, cửa sổ phổi và cửa sổ xương, các bạn thấy xương. Bài này tôi có viết trên Facebook. Có diễn giải cái này có thể thấy tôi biết và tôi nói là đây là một cái bài mà tôi thích để tại thực ra trên cái mốt anh thấy cái bài là chuyên môn hướng dẫn đọc quan cần cũng đọc văn bổn để thấy hiểu cũng lai ra cũng nhiều thì đến tiên bài này đó bài này tuy dài nhưng mà phần đơn tự nghĩ và thực hiện nếu mà dưới 300 like dưới 30 lượt share sẽ không thể biết chuyên môn nữa biết cái bài đấy rất là sao đúng không may quá được 300 like thì số khỏe được chia sẻ là tôi biết chuyên môn đấy. Các bạn có thể về đến friend Facebook anh nó hơi khó, nên nhiều các bạn kết friend thì các bạn nên inbox và báo em là sinh viên đây muốn các bạn với anh để cái tin trước nhất là các bạn có những cái gì đặc biệt hơn nữa nếu mà là một ngày phương tây lan luôn thì các bạn có thể vào chúng ta sẽ có những câu chuyện để cùng chia sẻ với nhau. Thực ra thì anh có thể biết những cái thứ nhất phổ cập đó từ Discord trình tự đọc tin đại khái như vậy. Thì các bạn vô cái mục hình ảnh á, cái mục hình ảnh là có cái ảnh radio có thể ôn bài này có cái thang sáng tầm lớn rồi cũng là những hình ảnh mà rất là to cũng rất là bự mà chúng ta không thấy cái để ý. Còn con hươu cao cổ các bạn thấy không? Rất là to nhưng nhiều khi chúng ta không thấy lướt qua bự đó bực bội ai đó quét siêu âm lên bỏ sót lại cái này rất là nhiều tình huống xảy ra to nhưng mà chúng ta không thấy và đến lúc mà nhìn lại
Rồi, bây giờ sang một phần nữa, đó là phần các bạn nhìn ra được hình này không? Đây là hình rất là tinh tế, hình của sự thương phạt. CT, công việc của nó là gì? Công việc của nó là cắt ra từng lát, nhìn vào bên trong, phân tích dựa vào tầm độ. Đó là công việc thứ nhất của nó. Dựa vào cái tầm độ HSQ, người ta biết được bản chất tổn thương đó là gì. Câu chuyện thứ hai đó là dựa vào thuốc giải quen. Mà bây giờ dựa thuốc giải quen, các bạn sẽ quên đi, các bạn sẽ thay bằng những thuốc tương phản. Những tương phản thì đúng là contrast đó. Thì contrast chính xác của CD nè. Thuốc tương phản là người bạn đồng hành của việc đó. Giống như cái hình ảnh con chim trên cành cây khô hồi nãy, nếu mà có sự tìm thuốc tương phản thì con chim sẽ nó bật lên, thì con chim cũng bắt được. Sự khác nhau giữa hình bên đây và bên đây. Tiêm hút và chưa tiêm. Khác nhau là sao? Đây là một cái siêu vi bụng và các bạn thấy thận đây, bệnh đây, cuộc sống đây, phía trước nó là động mạch vữa bụng. Thì khác nhau thế là tiêm hút và chưa tiêm hút. Khác nhau ở chỗ động mạch vữa bụng, một bên trái nó màu xám xám và một bên phải nó màu trắng. Như vậy có câu chuyện gì chúng ta đã tiêm hút và tiêm hút tương phản. Và tương phản vào thì nó lắp các mạch máu và chúng ta thấy đây là động mạch vữa bụng. Bên trong nó có tĩnh mạch bên gan và tĩnh vân. Hình trên và hình dưới khác nhau sao? Thời gian tiêm thuốc. Giỏi, các bạn rất giỏi. Thời gian ghi hình. Còn thấy ở trên thì cái thận nó còn chưa lắp hết, ở dưới cái thận nó lắp. Như vậy, câu chuyện tiêm thuốc tương phản của chúng ta là câu chuyện sau khi tiêm thuốc chúng ta sẽ trực tiếp thì động mạch, thì tĩnh mạch, thì bụng. Và khi chúng ta chụp như vậy, một cái tổn thương nó sẽ bắt thuốc theo kiểu của nó. Và nhờ chúng ta nhìn định kiểu của thuốc nào, chúng ta sẽ xác định tổn thương đó là loại gì. Trước đây các bạn khám bệnh, các bạn nhìn sờ vào gan, các bạn nghi ngờ một khối u gan đó. Thông tin các bạn đi tới đó, u gan. Làm siêu âm các bạn cũng thấy nó cũng có cái khối. Nhưng mà CT thì các bạn biết khối u gan đó là cái gì. U lành tính hay u ác tính, có xâm lấn và có hay không, tính tức bao nhiêu so với từng gan còn lại. Đây là như thế nào để có chiến lược điều trị phù hợp. Ví dụ, một tổn thương như thế này, màu đen hơn so với lại dung mô xung quanh, thì trên CT người ta gọi là tổn thương giảm tầm độ. Còn nếu mà nó trắng hơn thì là tăng tầm độ, và nó đồng thì là đồng tầm độ. Thì từ tầm độ là chữ thuật ngữ của CT. Nếu các bạn dùng chữ MRI thì không dùng chữ giảm tín hiệu đồng tín hiệu, nó dùng siêu âm đó là tổn thương giảm hồi âm, đồng hồi âm. Chúng sẽ có câu hỏi gì đó. Thuật ngữ của CT là gì? Tầm độ tín hiệu hồi âm. Thuật ngữ của tổn thương là gì? Tầm độ tín hiệu hồi âm. Thì đây là tổn thương giảm tầm độ. Sau khi chúng ta chụp thì động mạch thì nó có tổn thương, nó bắt đầu nó lắp ở ngoài, vô tới tĩnh mạch, vô tới bụng để lắp hết cái tổn thương. Một tổn thương như vậy là một tổn thương điển hình cho khuôn mặt máu gan. Mà khuôn mặt máu gan là một tổn thương lành tính hoàn toàn. Chúng ta có thể yên tâm cho bệnh nhân về một công trình, có thể bắt đầu điều trị gần hết. Phải chăng chúng ta theo dõi 6 tháng sau chúng ta lại chút cũng được, không cần lành tính hoàn toàn. Như các bạn nhìn đây, một tổn thương khác cũng là giảm tầm độ trên CT, nhưng mà thì động mạch nó có thuốc rất dữ dội. Xe cái tiền tĩnh mạch thì muộn tháo không còn nữa. Một tổn thương mà được nuôi bằng động mạch nhiều như vậy và sau đó thì tự thải thuốc là điển hình của tổn thương vĩ mô tế bào gan các sự trên. Như vậy bản chất ban đầu trước khi chúng ta sinh xuống nó đều là giảm tầm độ để tầm đen. Và khi các bạn lo lên tinh thần vĩ mô thôi chứ nó không biết bệnh gì, nhưng mà khi các bạn tiêm thuốc vào và cái cách bắt thuốc của tổn thương giúp các bạn biết tổn thương là gì. Các bạn thân kiểm tới đây không? Ok ha. Rồi và đây là những cái hình mà chúng ta thấy là ví dụ như nó sẽ thay thế UV, và các bạn chưa học UV chúng ta khảo sát tài liệu bằng thuốc cảm quan thế này, hoặc là những hình toàn bộ mạch máu cơ thể bằng CT bằng tổn thương. Đây là câu chuyện của chúng ta là mỗi ngày tôi làm phát hiện bất thường, tức là chúng ta thấy cái sự bất thường đó, chúng ta lý luận đó là bất thường hiện hay là đó là một biến thể bất thường. Ví dụ hai cái hình này, đây là một bức tượng thì nhưng mà cái này nó là một biến thể rồi, không phải. Thì đây là những cái chúng tôi hay làm. Ví dụ các bạn thấy bất thường không? À, trắng, đây trắng. Thấy đúng không? Đó bất thường, nhưng các bạn rất là bình tĩnh. Cái này các bạn thấy bất thường không? Không phải. Bình thường. Ai thấy bất thường không? Con chó gì sao? Con chó. Con chó. Phá đám. Phá đám. Các bạn bình thường thì bất bạn thấy con chó thôi, không thấy hai cái gì nó bất thường. Hồi xưa 15 năm trước mình vẫn không có dám làm gì. Anh nhớ phá đám. Lần thứ tư là mới nắm tay, thứ năm là nắm chân, thứ sáu thì nắm đầu.
Năm đầu. Nếu mà các bạn theo chuyên khoa ngoại niệm thì nó là không nói ngoại niệm, thì các bạn là theo anh này ngoại niệm là bàng quang đó. Bàng quang. Nhưng mà nếu các bạn theo sản phụ khoa thì các bạn phải có phản ứng tùy theo chuyên ngành, đúng không? Cái này là sản phụ khoa rồi. Này ghép quá. Này ghép quá. Thì đang qua cái cuối cùng. Ghép chạy quá. Đừng lúc nào cũng hơn nam hết. Chơi cái súng rồi. Thì mình thua thôi. Chỉ là không cần nữa. Mà thì nói là chuyện khác thôi. Thì nói là nghe qua là chú thích. Ý là chú thích. Trời. 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 Thì mình thích một cái video thì nó đã có chiều dài. Để được kiểu tay, các bàn tay. Nó sẽ nhẹ về đô án. Thì bàn tay của mình còn xa. Thì bàn tay của mình còn xa. Chúng ta đã được mở ra cấp độ 1. Đi nghe qua là bạn tiếng Việt chứ không? Đó là bây giờ quay luôn luôn thay đổi từ mình thích. Tại cái đó là liên quan đến CT, chúng ta còn có một cái phần nữa đó là cẩn trọng. Thì cẩn trọng khi làm CT, cẩn trọng khi làm MRI rất nhiều, nhưng mà CT có một điều cần phải lưu ý đó là tiến ít. Tiến, bởi vì chúng ta dùng tiến có liều lượng rất là cao, các bạn nhìn đây. X quang lực là 0.1 milisiver bệnh nhân bị ăn tiến. Milisiver là cái liều tim mà người ta đo, đơn vị người ta đo về liều tim. Thì CT tim ngực là đến 5.8. Nó một cái lần ra nếu các bạn chụp một cái ca CT tim ngực thì bằng 38 lần các bạn chụp milisiver. Tại cái này đối với cái này chưa. Bây giờ nó còn khoảng 2.8 nữa. Tuy nhiên như vậy nó cũng là khá nhiều rồi. Do đó một yêu cầu đầu tiên là chỉ định đối với CT là phải trung cân nhắc, cẩn thận. Đặc biệt là đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai. Mang thai thì mang thai 3 tháng đầu quan trọng nhất, người ta ảnh hưởng đến chiều cái đầu tiên, còn 3 tháng cuối thì các bạn theo biên chi, các bạn chụp lúc đó thì mọi thứ nó sẽ được định hình, các bạn chụp thì các bạn xác định được cái gì, các bạn biết chậu, đo chậu lại thấy như vậy. Nhưng mà 3 tháng đầu thì ít khi người ta biết người ta có bé đó, ví dụ 2 ngày đến đây các bạn xa các bạn thấy là để trên đi rét rồi, một em bé đúng không? Mắt là mũi là gì, tay, chân và cái mông, còn nhìn ra không? Nhiều cái này, mình lo tức là nhiều khi người ta có tay người ta không biết, mặc dù ở trước bản CT, trước bản X-quang cũng là vấn đề. Nếu nghi ngờ có tay thì sẽ báo cho kỹ thuật viên, thì sẽ báo cho anh nhân viên y tế. Tại sao vậy? Nếu các bạn làm đúng cái chuyện này thì các bạn sẽ có những câu chuyện như thế này, những giấc mơ về em bé. Cho người sáng và để đem tiền ở đây. Chúng ta hãy lưu ý khi mà chụp cho phụ nữ trong đầu những sức đẹp. Nếu các bạn sung thì các bạn có nhiều bé ở đây. Đây là gia đình có 4 em bé, 2 người lớn và 1 người lớn ở dưới đây. Không biết em bé là người lớn nhà. Chúng ta có 3 người lớn. Chúng ta là không nhìn đủ rõ. Sức dưới đây. Rồi. Chúng ta còn 1 phần nữa. Phần thứ nhất là các bài đó là chúng ta có hai phần lớn, phần đại cương và sau đó là phần ứng dụng. Thì ứng dụng đối với bài chuyển phát nặng nó giống như là một câu chuyện là các bạn sẽ thấy đối với từng hệ cơ quan thì kỹ thuật CT ở vị trí nào, mỗi cơ quan đó bệnh lý nào thì CT ở đâu. Một câu hỏi mà nghe hỏi thi, một dạng câu hỏi mà thấy thi 9-5-10 câu trong bộ đề CT đó là từ 4 lần hàng. Từ 4 lần hàng đó rất là cụ thể. Bệnh nhân nhập viện vì chấn thương sọ não chỉ định là sau đây được đi. Bệnh nhân nhập viện vì viêm tuyến cấp chỉ định là sau đây được đi. A x quang B siêu âm C CT và D ra. Bệnh nhân nhập viện vì nghi ngờ u não chỉ định là sau đây được đi. Chúng ta có 5 cái người định hướng bệnh sản đó để các bạn nhớ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào. Mà trước khi đi vào cái phần ứng dụng thì chúng ta có cái sự tương tác giữa lâm sàng và cận lâm sàng, giữa lâm sàng và hình ảnh. Đây là lâm sàng, đây là hình ảnh. Anh là lâm sàng, em là chẩn đoán ảnh. Anh biểu mua 2 viên nước vào đây, bảo coca hay Pepsi. Anh bảo coca, em hỏi tôi làm gì. Tôi thường chơi xuống viên nhựa, anh lại hỏi tiếp lên. Anh nói chơi nhựa, em lại hỏi một viên nước. Em là chẩn đoán ảnh, nó nhây á. Hỏi đi mua cái gì cũng được. Nó ra cái bình thường, nó là bình thường, nó đóng cái bằng. Lúc này thì lâm sàng, thì là đóng cái bằng. Trời ơi, không đúng rồi, cái này không được lắm. Nhưng mà thì đó là rất là bình tĩnh, hỏi nó bò cái thằng nhựa. Lúc mà mình phải cùng lại nó con nào đúng không? Xong rồi cứ đi cho có mất tao bảo nghe bây giờ hay lát nữa được bước lâu rồi bảo tao giết mày thì mình cứ bảo bằng dao đi bằng xuống nghe của anh là vũ khí là bảo giết mày bằng xuống cho bắn vào đầu của một người bên dưới là né là câu chuyện giữa lâm sàng và chẩn đoán ảnh đen đối diện nhưng mà nó không
tìm được tiếng nói chung thì rất là bất lợi. Do đó khi mà đi giảng lúc đầu cũng muốn nêu ra câu chuyện này để muốn mọi người ngồi với nhau. Anh Lâm Sàng thì anh có tự tin vào cái khả năng mà chỉ định của anh. Nhưng mà cái sự chỉ định đó anh không biết hết được, không hiểu hết được là không biết mình có thể biết được cái đâu. Thì tốt nhất là cứ cái điện thoại lên hoặc là trao đổi với nhà lãnh học. Thì là lãnh học mà muốn đọc tốt thì cũng phải có sự tương tác của Lâm Sàng. Cũng phải có những chữ gì từ Lâm Sàng đi xuống thì chúng ta mới có được một đặt đẹp, một đặt tốt. Còn câu chuyện khác, ví dụ sau khi chụp phim xong, chụp phim xong thì anh có cái hình tổng quan như thế này, nhưng mà cái dữ kiện mà anh được cung cấp nó lại hạn hẹp. Nếu mà dữ kiện mà đưa ra cái này thì đây là khối u ác tính, mà đưa cái bằng này là khối u lành tính, cái bằng này chưa được không. Do đó câu chuyện của chúng ta là câu chuyện các nhà bác sĩ từ nhà lâm sàng học lên ngồi lại với nhau, cung cấp thông tin tối đa để cho mình quyết định đúng ha. Thì đây là cách truyền thông cho anh những cái góc nhìn. Anh mà động như thế này thì nó sẽ thay đổi chiến lược điều trị, nó sẽ để lơ luôn, không có điều trị với được lành tính. Nhưng mà cái này thì mình đi ra là đưa qua đây thì phải điều trị quá tay để cho nó có nhìn chung, nhìn chung toàn cảnh để cho nó đúng xét cái tình huống. Rồi, ai là fantasy trong lớp này? Có fantasy không? Em, ok. Không. Chuyển qua em luôn đi. Chị chơi lâu rồi. Em không. Em bảo rõ. Jesse, ok. Ai fantasy được không? Cinderland là Cinderland. Không phải trận đấu nào siêu quân cũng thua sinh viên. Ở đây là cái thông điệp muốn nói ha. Có một số kỹ thuật dùng siêu quân tốt hơn hẳn siêu tiên. Có một số kỹ thuật dùng siêu tiên tốt hơn hẳn cộng hưởng từ. Mặc dù cộng hưởng từ kỹ thuật rất là mạnh, nó gấp đôi siêu tiên là thấy vậy. Và chúng ta sẽ biết những kỹ thuật đó trong những tình huống nào không phải cần sử dụng, cắt đi là như thế nào. Chúng ta sẽ đi theo hệ cơ quan, theo bản đồ trong cơ thể chúng ta sẽ đi từ đầu mặt cổ, ngực, bụng, xương đất, chậu, tay, để thấy như vậy. Rồi, đầu mặt cổ. Đây là cái hình cách đây có mười mấy năm. Đặc biệt là đẩy từ cái máy CT sơ khai đầu tiên. Và người ta sẽ dựng hình được gì về mặt cổ nào. Ở trên cái hình cổ 3D như vậy. Thì đến ngày hôm nay, cái hình này là một cái xoài, chỉ bình thường. Tức là khi các bạn chụp CT xong, chỉ cần vài lít chuột là chúng ta thấy ra cái hình này. Cái hình này gọi là gì? Mà đi CT dựng hình mà đi tái tạo lại là cái mà CT xóa lóc giúp chúng ta có cái volume scan, là hiểu không? Volume scan thì đó thì chúng ta sẽ ra được, ví dụ đây là các lớp sọ và đây là đường lớp sọ rất là rõ ràng. CT còn giúp chúng ta thấy được những cái hình bề mặt như thế này. Giả sử là không biết các bạn không biết cái này anh chụp CT xong và anh muốn gặp bệnh nhân để trao đổi thì có thể kéo hình CT ra thành cái bề mặt giống vậy, xong rồi ra ngoài ngồi nhìn cái bệnh nhân là đang ngồi lại tới chào xin tên ở đây, tức là nó có đủ dữ liệu để nhìn thành bề mặt. Chỉ có điều nó không có nhìn tóc đẹp được rồi lên chúng ta mới gặp đó. Tóc thì nó cũng mỏng vậy, nhưng mà nó nhìn được nó cũng được bằng cái chi tiết như thế này. Đây là những hình CT đó các bạn, chụp hình mạch máu, hình mạch máu đa giác UX trong não những quý phần rất là dễ dàng. Ứng dụng của CT đối với hệ thần kinh lương, các bạn nhớ dùng cái bệnh cảnh cấp cứu đối với hệ gọi là cầu mặt cổ này. Hệ thấy nhập viện cho bệnh cảnh cấp cứu thì bạn nên chỉ định CT. Bệnh cảnh cấp cứu là gì? Chấn thương sọ não, chấn thương sọ não. Bệnh cảnh cấp cứu là gì? Tai biến mạch máu não. Bệnh cảnh cấp cứu. Các bạn thấy bối cảnh nhân nhập viện thì cấp cứu đối với hệ thần kinh mương thì các bạn nhớ dùng chỉ định CT là đầu tay. Tai biến mạch máu não có hai tình huống là xuất huyết não hay là nhồi máu não. Thì xuất huyết não, nhồi máu não khi chúng ta chụp CT lên phương ngoại ngay rõ ràng. Đây là chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng. Chúng ta thấy khối tăng tốc độ roi lên các bạn 80 đơn vị Hg thì đây chính là thành phần máu tụ. Chúng ta khẳng định đây là máu tụ ngoài màng cứng, thấy vậy. Đó là xuất huyết ghi nhận.
Còn trong trường hợp thanh lý của bộ não thì nó chụp lên nó phân loại gì? Đây là xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. Vì vậy bệnh cảnh giúp chúng ta có cái chỉ định phù hợp. Bệnh nhân nhập viện vì nghi ngờ u não, còn bệnh cảnh diễn tiến từ từ, bệnh nhân co đầu, yếu liệt từ từ, chỉ định đầu tiên là phòng thủ tình. Như vậy ngoài bệnh cảnh cấp cứu, chúng ta còn bệnh cảnh gì? Bệnh cảnh về u não, về viêm nhiễm, về tinh nguyên, về bệnh lý gì là bẩm sinh, những công việc đó là của phòng thủ tình. Còn bệnh cảnh và cấp cứu là bệnh cảnh CT, được chưa? Để ra các bạn khoảng 5 câu rồi đó. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có cái vùng ở mặt, chúng ta còn có tay, mũi, họng. Tay, mũi, họng trước đây các bạn chụp X-quang thì lâu lâu thì là đầu tay khi chụp xoang. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng được xóa sổ, có điều kiện lớn. Bây giờ chúng ta chụp xoang là chụp CT. CT xoang thấy được các xoang rõ ràng, thấy được bắt ngang, thấy được các cấu trúc dị tật khác có hốc mũi và người phẫu thuật viên người ta rất thích cái kỹ thuật như thế này. Tay thì các bạn có thể khảo sát được từ ống tay giữa, tay ngoài chúng ta khám lâm sàng, chúng ta soi chúng ta thấy. Tay giữa thì các bạn thấy được từ màn nhĩ đi vào trong hệ thống ống tay, ống tay, xương búa, xương đe, trực khớp búa đe là các bạn sinh viên khảo sát rất tốt. Ha. Như vậy ống tay giữa, xoay là câu chuyện của sinh viên. Ống tay giữa nè, còn tay trong là câu chuyện của phòng tình của mình. Rồi sẵn tôi nói luôn, vì bệnh cảnh là một cái khi để chúng ta chọn kỹ thuật. Thì bây giờ vị trí địa lý của là một cái khi để chúng ta chọn. Vị trí địa lý trên não có một số vùng ưu thế hoàn toàn của phòng tử. Vùng thứ nhất là hố yên. Nếu bệnh lý tại hố yên thì các bạn ưu tiên chụp phòng tử. Vùng thứ hai là góc cầu tiểu não, là cái góc giữa cầu não và tiểu não, góc cầu tiểu não của bệnh lý của dây bệnh lý não đi ngang đi qua khỏi cái góc đó. Thì cái u sợi thần kinh nó quay ra thì chúng ta chụp cầu tử. Vùng thứ ba là vùng hậu nhãn cầu, tức là phía sau đó các là cái vùng cầu tử khảo sát rất tốt, vùng bệnh lý ở đó. Và vùng thứ tư là ống tay trong. Thì khi mà các bạn thấy tôi mô tả có câu hỏi thi là tổn thương lặng tại, tổn thương lặng tại vùng có yên chỉ là con này bị đi trong cái này, thì các bạn dựa vào vị trí địa lý các bạn gọi là và dựa vào bệnh cảnh để tiến được kỹ thuật nào đang ok rồi. Hai hình trên hình CT và phía cộng từ các bạn sẽ được học thế nào là cộng từ ở bài học sau. Nhưng mà nhìn để phân biệt CT chúng ta có xương nó màu trắng và cộng từ xương thì nó màu đen, bởi vì cộng từ một kỹ thuật không dùng tiếng X nhưng mà dùng một phương pháp từ trường đi hình tại những hoạt động của hydro cơ thể. Hydro có thể là nước và là các phân tử mở. Do đó cộng từ là một kỹ thuật ghi hình lại mở và nước trong cơ thể. Do đó những cái thành phần khác như là xương, vỏ xương hay là khí phục hồi cộng từ chúng ta không cảm giác được. Yeah. Thì chúng ta lưu ý chỗ đó, các bạn thấy không có xương, xương màu đen, xương màu trắng. Rồi xuống ngực, ngực thì chúng ta có như nãy đó, CT ngực là khảo sát tốt hơn so với phòng tử. Lý do là trong phổi thì không có hydro, thì có oxy CO2 và phòng tử thì là ghi hình của nước và mỡ. Cho nên các bệnh lý ở trong nhu mô phổi thì vai trò của CT hơn phòng tử tình, được chưa? Nhưng mà trong lòng ngực thì chúng ta còn có trung thất, thì trong trung thất có những khối u trung thất là chúng ta hay gặp đó, thì CT và phòng tử ngang nhau về phương diện chuyên môn để khảo sát chẩn đoán. Các mạch máu lớn trong trung thất, tuy nhiên trong trung thất còn có một thành phần cực kỳ quan trọng, đó là tim. Thì tim là chia thành ba câu chuyện khác nhau. Câu chuyện thứ nhất liên quan đến mạch máu nuôi tim và là hệ thống mạch vành, mạch vành nuôi tim. Hệ thống mạch vành sẽ là câu chuyện CT khảo sát rất là tốt, thì cái hệ mạch vành, thì cái sơ sữa là mạch của luôn và nhu cầu phải từ 64 lá cách trở lên giới thiệu tim mạch. Còn liên quan đến ban tim thì chúng ta dùng siêu âm, và liên quan đến cơ tim thì chúng ta dùng cộng tử tử. Và chúng ta có chuyện khác nhau và chúng ta muốn khảo sát phần nào thì chúng ta lưu ý cái đó. Ban tim là chúng ta còn rồi theo kịp không, theo kịp không. Ngoài đây chúng ta có những trò chơi như là đội xoay ảo biến quẻ, chúng ta thấy gì vật cho đội xoay ảo, chúng ta có đội xoay ảo đại tràng, đội xoay ảo biến quẻ, có những cuốn sách
biết rất là sâu về cầu thủ từ phổi, tại sao anh mới đến phổi, có vai trò của cầu thủ từ hay là có những cái thiết kế như vậy. Thì thật ra khi mà chúng ta bình thường chúng ta cảm sát không được, nhưng mà khi có tổn thương ví dụ như u viêm thì những thành phần đó là là fibro hay là những cái tổn thương dịch những tổn thương động mạch, thì khi đó chúng ta sẽ khảo sát thêm ngoài CT để dùng cầu thủ từ để có thêm thông tin, nhưng mà chủ lực thì là CT và nhiều trường hợp vẫn khảo sát được MRI phổi trong trường hợp đó có một cái tổn thương gợi ý của động mạch của u của những cái tổn thương xe là cái mà chúng ta sẽ xét được. Đối với lòng ngực, một cơ quan tương đối nhạy cảm đó là vú. Thì vú thì các bạn dùng kỹ thuật gì? Trước đây thì chúng ta dùng bộ đôi mammography, tạm gọi là X-quang vú. Chúng ta không gọi nhũ ảnh. Nhầm, hồi xưa thì chúng ta không gọi là nhũ ảnh, nhưng mà chúng ta không gọi là X-quang vú. Thì nhũ ảnh là ảnh của nhũ. Thì nó có nhiều phương tiện tạo ảnh. Thế siêu âm có thể X-quang, có thể siêu tinh, có thể phỏng từ. Nhưng mà chúng ta dùng điện nhiễm mạnh để nhầm, chúng ta phải dùng điện nhiễm mạnh vú và siêu âm. Bộ đôi siêu âm và siêu âm vú là bộ đôi tầm soát ung thư vú hiệu quả nhất cho đến ngày hôm nay, bộ đôi đến ngày hiện tại nguyên ngang. Nhưng mà kỹ thuật khảo sát tầm soát tốt nhất lại là cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ vú là kỹ thuật có thể phát hiện được những tổn thương nhỏ và đặc hiệu. Vậy thì siêu âm thì cái phần này có vai trò gì ở trong cái vú u cái siêu âm, u cái siêu âm thế thì có một vai trò nhỏ nhỏ thôi, đó là trong trường hợp bị ung thư vú và chúng ta tầm soát di căn xa thì chúng ta dùng siêu âm hơn chúng ta da. Còn siêu âm kể cả siêu âm tuyến giáp, siêu âm tuyến vú hơn hẳn CT, CT nó không được làm được. Tuyến vú là vai trò rồi chúng ta xuống bụng. Bụng thì gan mật, gan đối với nước ngoài là cộng từ như thế, đối với Việt Nam cũng là CT tầm soát là chính. Lý do là chúng ta chưa có nhiều máy cộng từ theo chuẩn mực hoặc là chưa nhiều ứng dụng. Nhưng mà mật thì vai trò của cộng từ là quan trọng. Gan thì còn cân nhắc những CT mật ra, mật thì vai trò như của cộng từ chính như thế. Các bạn có thể nhận là đường mật mà không cần tiêm thuốc như thế này trên cộng từ và đây là trên CT. Thế nếu vai trò của CT và cộng từ ngang nhau trừ một trường hợp, đó là sỏi hệ niệu. Sỏi hệ niệu thì CT có độ nhạy và độ tin cao nhất trong tất cả các loại kỹ thuật, kể cả siêu âm, X-quang, KV, UV thì CT cao nhất, nhạy nhất, đặc hiệu nhất. Để mà các bạn thấy lâm sàng và thông tin là có cái sỏi hệ niệu thì các bạn nhận biết CT. Đó là một kỹ thuật mà khi mà tất cả những kỹ thuật khác có tay không phát hiện được thì CT sẽ làm một việc giúp chúng ta giải quyết. Kể cả sỏi nó không quen, sỏi nó càng quen thì CT vẫn thấy được, không liên quan đến việc không quen. Bởi vì CT là đo tỷ trọng, đo cái tầm độ của viên sỏi chứ không phải đo về cái độ không quen. Đây là hình CT chụp thận lạc chỗ. Thận lạc chỗ là thấy được cái hình mạch máu nuôi. Tôi giới thiệu hình này bởi vì đây là chụp tại bệnh viện cấp cứu Trung ương vào năm 2009. Năm 2009 là cái thời điểm mà anh về nhận nhiệm vụ với cái máy mà chúng ta nghĩ là máy xấu hết chắc thì không làm được gì, nhưng mà cuối cùng chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện đèn và đưa tin thế này. Từ đến thời điểm này trở đi, Trung ương không dùng máy CT để chụp xoang và sọ nữa được, mà chụp luôn đại tràng từ ngực bụng và toàn thân bằng cái máy CT xấu lắm. Bây giờ bạn các bạn sẽ thấy chỉ định hơn rất là nhiều. Như vậy vấn đề không có nằm ở chỗ lát cắt nữa, vấn đề nằm ở chỗ người sử dụng được cái xe như thế nào, các bạn dùng được không. Ở mỗi bệnh viện ngoài những bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện mà các bạn không có dùng can thiệp mạch thì các bạn chỉ cần dùng máy CT dưới 6 tư mét là được, thế là tiền tiết kiệm kinh phí và tiền. Rồi đây là nội soi ảo đại tràng, một hình thức mà CT tầm soát ung thư đại tràng nhanh và không có can thiệp. Các bạn có thể dùng hình cung đại tràng để đi trong lòng đại tràng để phát hiện tổn thương. Và tất nhiên là nếu thấy tổn thương thì các bạn sẽ chuyển từ nội soi ảo sang nội soi thật. Và dù sao thì nó cũng là phương pháp tầm soát trước khi các bạn can thiệp vào ảo. Can thiệp không? Rồi các bạn đi tìm hiểu rất là nhiều như thế này. Trong đau bụng cấp, đa số các trường hợp hiện nay chúng ta dùng CT. Trừ một trường hợp đau hố, xin lỗi, đau 1/4 trên bụng phải. 1/4 trên bụng phải đâu ở đây? Lý do nguyên nhân thường gặp nhất là viêm túi mật cấp thì các bạn đau này, và viêm túi mật cấp thì bạn dùng siêu âm thì sẽ tốt. Còn lại các nguyên nhân khác, gợi ý khác, ví dụ viêm tụy cấp, tắc ruột, thủng ruột, viêm ruột thừa, viêm túi thừa,
tất cả những câu chuyện khác thì khuyến cáo lên chụp CT để cho cái nhìn toàn thể hơn, tổng hợp và chính xác hơn, trừ sau một tuần tư trên phải. Những cái đó lưu ý nha, anh sẽ cho những hình ảnh của bệnh viện những bệnh viện đau bụng cấp tại một tuần tư trên một phải kỹ thuật nào có thể được toàn được và thấy được các bạn sẽ biết kết quả gì. Rồi, đây là những hình ảnh lưu quả ở những điểm cấp, ví dụ cắt ruột, ví dụ xoắn ruột, khoát vị, và là vi khuẩn thường chúng ta dùng CT. Rồi tới cuộc sống xương khớp, cuộc sống trước đây chúng ta dùng CT nhiều lắm, nhưng mà từ khi cộng với từ phát triển thì vai trò CT xuống thấp hẳn. Bây giờ như là cuộc sống cũng là cái trường hợp từ, bởi vì chúng ta cần nhiều thông tin hơn về địa định, dây chằng, cơ cơ vân vân. Tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ có những câu chuyện của khớp vai, khớp gối để nói về khớp. Các bạn lưu ý, chúng ta trường cộng từ tốt hơn rất nhiều so với là CT. Các bạn thấy được nhiều thứ ở cộng từ hơn. Còn CT thì những cái thành phần đó nó tổng đậm đầu với nhau và không thấy được tổn thương. Ví dụ đây các bạn thấy được dây chằng, thấy được sụn vì, sụn kê, v.v. Cũng tương đối dễ dàng trên cộng từ. Rồi, buồng chậu. Buồng chậu thì siêu âm lại có vai trò tốt hơn CT. Theo đối tượng CT là kém nhất bởi vì những thành phần trong buồng chậu gần gần đồng đậm đầu với nhau. Thì siêu âm các bạn đánh giá u sơ tử cung, đánh giá ung thư buồng trứng, đánh giá tiền đại tiền buồng trứng v.v. tốt hơn so với CT. Nhưng mà kỹ thuật mà tốt nhất đối với buồng chậu là cộng hưởng từ, đánh giá toàn bộ những thành phần từ tử cung, buồng trứng, tiền liệt tuyến, trực tràng, túi tinh v.v. tất cả là cộng hưởng từ. Rồi hai thì trước đây chúng ta khảo sát cộng hưởng từ tất nhiên không được. Bây giờ chúng ta khảo sát được, mặc dù FDI cũng chưa công nhận, là bởi vì chúng ta bắt đầu có những cái quan máy rộng. Đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một cái máy cộng hưởng từ dành cho bà bầu, tức là quan máy rất là rộng. Mục tiêu là để tầm soát dị tật thai nhi tại bệnh viện Từ Dũ, các Từ Dũ bệnh viện. Đầu tiên chúng ta đang dùng cái cộng hưởng từ dành cho bà bầu. Ngoài ra đối với CT thì chúng ta là có kỹ thuật quan kích chậu, quan kích chậu tức là đo kích thước của chậu trên CT để biết chính xác là khung chậu đó là khung chậu hẹp, khung chậu giới hạn, khung chậu như thế nào đó. Rồi ngoài những cái câu chuyện đó thì CT và cộng hưởng từ ngày hôm nay nó còn thêm được vài thứ như thế này. Đây là cộng hưởng từ toàn thân, hoặc là có thể khảo sát chức năng. Ngoài hình thái chúng ta còn chức năng, chúng ta sẽ khảo sát được những cái đường dẫn truyền của bó sát dựa vào hình ảnh của cộng hưởng từ, hình ảnh CT. Hoặc là chúng ta đánh giá về một cái u nó còn hoạt động hay không dựa vào những cộng hưởng từ phổ sẽ khá như vậy. Đường biên còn rất dài, chúng ta phải xử tiếp cái vấn đề CT như này. Rồi các bạn nhìn lại hình này xem máy CT là hình trên hay hình dưới, máy cộng hưởng từ là hình trên hay hình dưới. Đây CT. Trong lúc đó như mọi khi tôi sẽ chụp hình các bạn. Một cái quan cảnh mà rộng lớn thế này. Các bạn nhớ thường nha. Bớt từng đâu đó hả? Chắc không phải 200 đâu hả? 500 không? Không phải 500 anh em không? 500 anh em. Tôi không hiểu từng 500 anh em đó là gì luôn. Nó là một từ diễn đàn như đàn bảy. Tại sao người ta hay dùng chữ đọc cho bạn em? Còn là phòng CT, còn là phòng tư tầng dưới đất. Chào bạn em. Chào bạn em đã chị Nguyên, tôi là bảy. Phòng CT là cái phòng mà khi các bạn bước vào, các bạn sẽ thấy có nhiều đồ trong đó liên quan tới kim loại này nọ, không có đề gì, nhưng mà phòng hưởng từ các bạn bước vào thì phải cẩn thận. Phòng đó là khối 500 khổng lồ, các bạn bước vào được. Còn lại bỏ hết sắt, kim loại, bỏ thẻ từ, đồng hồ, điện thoại, bỏ ra ngoài hết kim loại phòng hưởng từ. Phòng CT đây, phòng hưởng từ đây. Phòng CT khi các bạn chụp thì các bạn thấy khoảng mất từ 20 giây trở lại. Phòng hưởng từ các bạn sẽ mất 20 phút của một ca. Bệnh nhân sẽ nằm chìm trong môi trường của chúng ta ghi hình. Phòng CT nó sẽ quét qua. Họ cảm nhận thấy một phần biến các bạn ra ngoài cửa phòng, các bạn coi như phòng CT. Phòng cộng từ, phòng siêu hình. Cứ ra ngoài cửa mà nó coi đi. Cái phòng này
Tông thì tông sẽ phục vụ cho những người trong đình. Tông thì tông thì tông rất đẹp. Mọi thứ đều tông thì tông và rất sạch điệu khi mà chơi điện số cũng đẹp luôn. Từ thì đối với chuyện đó là một chặng đường rất dài lắm để có được cái ngày hôm nay. Tôi trải qua rất nhiều đau khổ, coi thường chiến sĩ đứng sau lưng cảnh sát như vậy để trở thành một câu chuyện mà là cuộc mổ đầu tiên cho bệnh nhân. Bây giờ nó là gần như là cuộc mổ đầu tiên cho bệnh nhân của mình. Chúng tôi là những người đầu tiên nhìn vào bên trong, nhìn xuyên thấu bên trong, rất là ghê. Thì từ đầu tiên chúng ta có được cái máy X-quang như thế này, đó, đời mắt, đời cũ, nhưng mà tôi vẫn sử dụng lại được. Sau đó chúng tôi có những máy siêu âm cao hơn, chỉ loại hơn và chẳng hạn những mất máy quá tải nhờ chính quyền hỗ trợ, đúng không? Chúng ta được giúp đỡ. Sau đó chúng ta có những cái máy CT đời đầu tiên, thứ nhất, thứ hai, những máy CT thứ ba, thứ tư và máy hư đẩy lên Lào Cai, người lên đó quá tải rất là nhiều đối tượng công cụ. Được. Lên tới cầm ri còn những đời cũng đời cô sơ chuyển số đèn cái mà tôi thích nhất là chuyển số đèn mấy cũng như phục vụ nhiều đối tượng cho mình đối với thì đó là có nhiều đối tượng đồn đỏ quân đội thiếu nhi phụ nữ phục vụ lại chúng ta phục vụ nhau. Ok, bài trình bày của anh đến đây là tạm hết. Nadia Ngo là cuộc sống màu hồng, các bạn biết chúng ta. Chúng các bạn cũng là tươi trẻ, các bạn nếu để ý thì thấy hai người đang làm gì? Đang hôn nhau. Đây là tên lên Hồ Hoàng Phương, các bạn nên kiếm trên Facebook từ điện thoại. Gọi và không biết mấy thì nhắn tin, người kia đang dặn đi qua. Hồi nãy giờ điện thoại thôi. Mail Facebook, Y Sen Phương, Y Sen là tên thánh, thánh là dân công giáo, YKN, các bạn biết YKN. Y Sen. Rồi, các bạn nhắc bài, tôi để trên bàn. Tôi để trên bàn.